bạn. Tôi đang ở đất nước Hàn Quốc và ngồi bên cạnh tôi là chị Châu, là chủ của một cái thương hiệu mỹ phẩm rất là có tiếng ở Hàn Quốc, đây là thương hiệu RiverCare. Và hiện nay thì chúng tôi đang là đối tác với nhau. Chúng tôi vừa hợp tác phát triển dự án CCG tại thị trường Hàn Quốc, và chúng tôi cũng đang có dự kiến là đưa công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng công nghệ blockchain để đưa vào sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc và mang về Việt Nam, để giúp cho người Việt Nam có thể tiếp cận được với những cái sản phẩm chính hãng từ Hàn Quốc mà không còn các cái tệ nạn, các vấn đề về hàng nhái, hàng giả. Và đồng thời thì ngày hôm nay chúng tôi đang tổ chức một cái sự kiện là khai trương cái văn phòng CCG tại Seoul, Hàn Quốc, và có rất là nhiều người đến tham dự và chúc mừng. Đây chính là một cái khởi đầu tốt đẹp, đặt nền móng cho việc phát triển dự án CCG tại thị trường Hàn Quốc. Và tôi tin tưởng chắc chắn rằng dự án CCG sẽ phát triển rất là mạnh mẽ, bùng nổ ở thị trường Hàn Quốc này. Tạm biệt các bạn.